hùng hồ ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc dễ dàng quỳ gối vì tử huyệt này. Có thể nói, trước khi nào Trung Quốc lại tỏ ra hung hăng như trong thời buổi đại dịch này. Nhưng càng hung hăng bao nhiêu, Trung Quốc càng để lộ tử huyệt của mình bấy nhiêu. Quốc gia này không chỉ phải đang gánh chịu sự ngạo mạn của chế độ độc tài, mà còn đang phải đối mặt với nội tình đầy rối ren và đặc biệt là bất lực trước thiên tai dịch họa. Dù Trung Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng quốc gia này có thể đang phải đối mặt với nạn đói lịch sử. Hoảng loạn vì thiếu lương thực. Trung Quốc ôm mộng trở thành một siêu cường bằng cách thể hiện sức mạnh kinh tế và quân sự của mình với thế giới. Nhưng gã khổng lồ này lại có thể dễ dàng quỳ gối vì thiếu lương thực trầm trọng. Những trận đại hồng thủy trong năm 2020 và 2021 ở lưu vực sông Dương Tử, vựa lúa của Trung Quốc, cùng việc cắt giảm hàng nhập khẩu, chủ yếu trầm trọng là do quan hệ ngoại giao xấu đi, đã khiến Bắc Kinh từng có lúc rơi vào cơn hoảng loạn. Vào tháng 8 năm 2020, ông Tập Cận Bình đã từng phải phát động chiến dịch ăn vết sạch bát đĩa. Lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông cảm thấy sốc và đau lòng trước vấn nạn này. Ông Tập tuyên bố thêm rằng, Trung Quốc cần giữ tinh thần có khủng hoảng về an ninh thực phẩm. Vậy thực chất của chiến dịch vết sạch bát đĩa này là gì? Liệu có phải đang giáo dục người dân về việc tránh lãng phí thức ăn không? Bắt đầu vơ vét các vựa lúa trên thế giới. Theo một tài liệu chính sách lớn ban hành vào tháng 2 năm 2021, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chú trọng đến an ninh lương thực và ra lệnh cho các quan chức các tỉnh phải cải thiện sản lượng ngũ cốc. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu gạo của nước này trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 910.000 tấn, tăng 203,3% về lượng và tăng 180,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường cung cấp gạo chính cho Trung Quốc năm 2021 bao gồm Pakistan, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Ấn Độ đã tăng 65,464% trong 2 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Tử huyệt, lưu vực sông Dương Tử. Trung Quốc đã phải trải qua nhiều hiện tượng thời tiết dị thường trong những năm gần đây. Đặc biệt, năm 2020 với sự bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán, dịch hạch, mưa đá, lũ lụt, lốc xoáy. Lưu vực sông Dương Tử chiếm 70% sản lượng gạo của Trung Quốc đã liên tiếp phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1939, làm thiệt hại hàng trăm triệu mẫu đất trồng trọt. Nửa cuối năm 2020, Trung Quốc phải trải qua một mùa mưa bão cực kỳ khác thường với 21 trận lũ quét diễn ra liên miên không dứt trong suốt hơn 30 ngày kể từ ngày 2 tháng 6, khiến 26 tỉnh thành ở Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những ngày tháng 7 năm 2021, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn bất thường nghìn năm có một, với trận nước lũ khủng khiếp tại tỉnh Hà Nam gây ra lũ lụt và sạt lở đất, tập trung chủ yếu ở thành phố Trịnh Châu. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa trong 1 giờ ở thành phố Trịnh Châu lên tới 201,9mm, phá kỷ lục lượng mưa trong 1 giờ của 2.418 trạm thời tiết quốc gia cộng lại. Số liệu lượng mưa trong 3 ngày tại Trịnh Châu từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 7 là 617,1mm, gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu là 640,8mm. Như vậy, lượng mưa trung bình trong 1 giờ và lượng mưa trung bình trong 3 ngày tại Trịnh Châu những ngày trung tuần tháng 7 đã phá vỡ kỷ lục của trận mưa lũ lịch sử vào năm 1951. Giờ chúng ta sẽ để mắt đến đập Tam Hiệp. Thời điểm này, hiện có 71 con sông tại Trung Quốc đã vượt mức báo động. Liệu đập Tam Hiệp có chống chọi được không? Trong những ngày tháng 7, lũ lụt kinh hoàng đã tấn công 21 tỉnh, khu vực của Trung Quốc và hiện chỉ còn 7 tỉnh của nước này là mưa lũ đang bùng thả. Các trận mưa kéo dài trong nhiều ngày đã làm dấy lên mối lo ngại trong dân chúng về nguy cơ vỡ đập thủy điện lớn nhất thế giới. Mặc dù truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng đập Tam Hiệp có cấu trúc bền vững, nhưng nhà thủy văn học nổi tiếng Trung Quốc là Wang Weilu tuyên bố, điều này là thiếu cơ sở và cấu trúc của con đập khổng lồ này không ổn định như nhiều người nghĩ. Theo ông Wang, việc thiết kế, xây dựng và đánh giá chất lượng đập Tam Hiệp được thực hiện quá chóng vánh và chính điều này đã gây ra sự lo ngại. Vị chuyên gia này còn cho biết, ngay cả Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Diệp Kiến Xuân cũng từng thừa nhận điều này tại cuộc họp báo vào tháng 6 năm 2020 rằng mực nước tại nhiều con sông tăng lên trên ngưỡng cảnh báo, là một chỉ dấu chứng tỏ đập Tam Hiệp cũng đã tới giới hạn về khả năng kiểm soát nước lũ. Năm 2019, cũng vào thời điểm mưa lũ, từng xuất hiện hình ảnh cho thấy thân đập Tam Hiệp bị cong vênh, thậm chí có cả những vết nứt nghiêm trọng do bê tông không đạt chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông Wang cho rằng, nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho mùa màng và người dân cư trú ở vùng hạ lưu sông Dương Tử,
liệu rằng đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục gồng mình chống chọi được với các mùa lũ năm nay, năm sau nữa hoặc các trận động đất lớn tiếp theo hay không. Giá thực phẩm tăng vọt. Giá nông sản tăng vọt đang gây ra những lo lắng về an ninh lương thực ở Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá thực phẩm đã tăng lên 13%, giá thịt lợn tăng khoảng 85%. Tính trên cơ sở hàng năm, giá lương thực đã tăng 10%, giá ngô cao hơn 20% và giá đậu tương tăng 30% vào năm 2020. Các nhà quan sát cho rằng, năm 2020, Trung Quốc có thể đã bị mất trắng 11,2 triệu tấn ngũ cốc. Mặc dù ông Tập tuyên bố rằng sản lượng ngũ cốc của nước này tăng trong năm 2020, nhưng số liệu nhập khẩu ngũ cốc cho thấy cũng tăng gần 22%. Nhập khẩu lúa mì tăng 197% chỉ trong vòng nửa đầu năm 2020. Điều này đã buộc Bắc Kinh phải xuất kho 62,5 tấn gạo, 50 tấn ngô và 760.000 tấn đậu nành khỏi nguồn dự trữ chiến lược. Đây là số lượng cao chưa từng thấy. Không chỉ đối mặt với thời tiết bất thường, Trung Quốc hiện còn phải chịu nạn bệnh, côn trùng tàn phá mùa màng, nương rẫy. Bệnh dịch côn trùng. Sự xâm nhập của côn trùng cũng gây ra thiệt hại lớn cho ngành lương thực của Trung Quốc. Cuộc xâm lược của sâu mọt và châu chấu tấn công đã nuốt chửng hàng triệu mẫu lúa mì và ngô trong năm 2020. Bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng khiến Trung Quốc phải xóa sổ hơn 180 triệu con lợn, tức khoảng 40% đàn lợn của Trung Quốc. Hậu quả đã đẩy giá thịt lợn trong nước của Trung Quốc lên mức cao nhất mọi thời đại. Hiệu ứng này còn được nhân lên sau khi Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thịt lợn và đậu nành của Mỹ trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Thêm nữa, đại dịch COVID-19 tiếp tục làm trầm trọng thêm sự gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm, càng khiến công đoạn nhập khẩu thịt lợn vào Trung Quốc thêm phần khó khăn. Tình trạng ô nhiễm khó kiểm soát cũng là một căn bệnh trầm kha của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay từ năm 2014, mạng tin Chính sách Thế giới cho biết tình trạng ô nhiễm khủng khiếp của Trung Quốc đã được thừa nhận trong một báo cáo nghiêm túc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà trước đây từng được xếp vào hạng bí mật quốc gia. Báo cáo này cho rằng an ninh lương thực của Trung Quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng do 1/5 đất canh tác của nước này đang bị hoang hóa do các chất gây ô nhiễm có xuất xứ từ kim loại nặng. Báo cáo đã cảnh báo quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc về một cuộc khủng hoảng lương thực tiềm tàng trong tương lai. Để tránh gây gián đoạn nguồn cung lương thực, Trung Quốc sẽ phải tăng cường nhập khẩu lương thực, trong đó Bắc Kinh hẳn sẽ phải tìm kiếm các nguồn cung từ Đông Nam Á. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang gây hấn với các nước trong khu vực này. Liên quan tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài trên Biển Đông, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Căng thẳng chính trị. Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đã phá hỏng các mối quan hệ song phương với những quốc gia mà họ phụ thuộc vào nguồn cung lương thực. Sự thù địch gia tăng cùng với sự gián đoạn liên quan trong chuỗi cung ứng và thị trường hàng hóa toàn cầu trong đại dịch đã tạo ra những rào cản lớn đối với Bắc Kinh trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đảm bảo đủ thực phẩm cho những ngày mưa lũ kéo dài. Bất chấp tranh chấp về thuế quan với Mỹ, Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào Mỹ để đáp ứng nhu cầu lương thực. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự bắn vào chân mình bằng một cách trừng phạt các sản phẩm nông nghiệp của Australia, chỉ vì nước này yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch. Vốn luôn làm các quan chức Trung Quốc giật mình thon thót. Tương tự, thương mại nông sản với Canada, New Zealand, Indonesia và Ấn Độ cũng ở trong tình trạng ảm đạm vì nhiều vấn đề khác nhau. Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu lương thực của Trung Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới, trừ khi nước này tiến hành những cải cách nông nghiệp lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thể mua đủ lương thực để nuôi 1,4 tỷ dân nếu sản xuất trong nước không tăng và nhập khẩu là trụ cột còn duy nhất của nước này. Tuyên bố của ông Tập Cận Bình về sự cần thiết của việc ăn sạch, vét sạch bát đĩa gợi nhớ đến những chỉ thị tương tự do Mao Trạch Đông ban hành vào năm 1959, khi nạn đói lớn bắt đầu xảy ra từ năm 1958 đến năm 1962. Khi ấy, tờ Nhân dân Nhật Báo kêu gọi người dân chỉ ăn 2 bữa một ngày, một trong 2 bữa phải mềm và lỏng. Sự kết hợp của các yếu tố trên cho thấy Trung Quốc có nguy cơ lặp lại nạn đói lịch sử. Tình trạng thiếu lương thực xảy ra trên diện rộng có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời vào năm 1949 và có thể là một trong những nguyên nhân đốn gục chế độ độc tài truyền chế này.